Thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo VN, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cô Mai Trần. Thưa quý vị, hôm nay cô Mai Trần xin xích lưu một chút là tại vì cần phải đi khám bệnh định kỳ. Bây giờ cái đề tài hôm nay thưa quý vị là văn nghệ của Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn, hay hơn văn nghệ Việt Nam Cộng Sản. Đó là cái đề tài chúng tôi sưu khảo ở trong những cái đài VOA có nó tin tức khả tín về trong Việt Nam Cộng Sản. Ở thời Cộng sản, thưa quý vị, thì chúng tôi nhận thấy có cái bài VOA ngày 22 tháng 10 năm 2022 có một cái bài của Thiên Hạ Luận chứng tỏ văn nghệ Việt Nam Cộng Hòa hơn Việt Nam Cộng sản qua bằng cớ, có bằng cớ hẳn hòi, có nhân chứng hẳn hòi, có sự kiện hẳn hòi, nên chúng tôi trình cùng quý vị để rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định. Cái có những bằng cớ mà người tác giả viết và trình bày trên VOA là chứng minh rằng cuối tuần vừa qua 15 và 16 tây tháng 10 khoảng 10.000 người Việt đã đến Bangkok để xem show Paris by Night 134 của Thúy Nga Paris. Trong 10.000 người đó, có một số đến từ các quốc gia châu Âu, một số đến từ Mỹ và Úc. Song, đại đa số là người Việt đến từ xứ Việt Nam Cộng sản. Tuy vé không rẻ, thưa quý vị, ở tại Thái Lan thì phải mua cỡ 160 đồng đô la một vé. Hay có vé cao hơn là một cả ngàn Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Đã vậy còn phải trả thêm chi phí đi lại, ăn uống, khách sạn. Nhưng người Việt đến từ Việt Nam vẫn chiếm đa số. Tại sao? Thưa quý vị, bởi vì văn nghệ của Việt Nam, hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại, thưa quý vị, trong đó có những cái show, những cái đại nhạc hội của của Thúy Nga Paris, thưa quý vị, rất hấp dẫn. Nên dầu bà con cô bác gặp khó khăn muốn đi qua Thái Lan cũng phải bắt buộc, cũng phải có visa, xin visa. Và thứ hai thì cũng tốn kém, dầu có thể nó sát nước Việt Nam, phải trả thêm chi phí ăn uống, khách sạn. Thưa quý vị, mà cái vé đi từ 160 đến cả ngàn đô la tùy, nhưng mà vẫn đi đông nhất so với người Việt Nam ở các nước dân chủ đến Thái Lan để xem. Đó là cái phần có thể là nhập đề, dẫn nhập một cách rõ ràng của cái bài viết, chúng tôi thấy rất là khoa học và thưa quý vị rất là lý thú, nên anh em chúng tôi chọn cái bài này để trình cùng quý vị. Thúy Nga Paris thực hiện các show Paris by Night phục vụ người Việt ở nhiều nơi trên thế giới, có những nơi rất gần Việt Nam như Singapore, Bangkok, Thái Lan. Nhưng theo giám đốc điều hành của Thúy Nga Paris, chỉ mới nghĩ tới chuyện đến thật gần Việt Nam để người Việt trong nước dễ dàng đi xem thưa Paris by Night trực tiếp và chỉ thế mà thôi. Hồi đó giờ đi nhiều chỗ lắm. Thứ nhất là cái gốc là tại Pháp,
Việt Nam đi qua Mỹ nhiều lần cũng như là đi qua Singapore, nhưng mà kỳ này ban có thể nói ban lãnh đạo của Paris by Night đó nghĩ là tại sao không đi Thái Lan sát sát biên giới Việt Nam để cho đồng bào xem. Mà cái suy nghĩ đó đúng, người Việt Nam ở trong nước đi qua tốn kém hơn đi chỗ khác nhiều, thưa với quý vị, và mất thì giờ là công sức hơn, nhưng mà vẫn đi nhiều nhất qua Thái Lan Bangkok để xem Paris by Night. Điều đó chứng minh là cái gì? Thực sự để một bên chính trị thì chúng ta thấy cái người mà muốn đi xem đó thì coi cái quan trọng nhất là cái văn nghệ là phải hay, phải sát với cái cuộc sống và diễn xuất. Thưa với quý vị, phải có nghệ thuật, phải có nghệ thuật. Mà Paris by Night, thưa, trong cái show này, thưa với quý vị, có thể nói là thành công, đi sát với ý muốn của người Việt ở Mỹ, người Việt ở Pháp, người Việt ở Singapore, và đa số là người Việt ở trong nước, đồng bào, bà con, cô bác của người Việt chúng ta ở trong nước đi qua xem rất rất nhiều. Đó, Paris by Night 134 diễn ra ở Bangkok là một trong những chủ đề được nhiều người bàn luận trên mạng xã hội suốt tuần này, nhưng nội dung lại nằm bên ngoài show 134. Ví dụ, Lê Đức Dục, một người Việt hát tiếng Việt nhưng không được biểu diễn ở nước Việt vì chế độ Cộng sản Việt Nam không muốn người Việt xem. Tuy nhiên, nhiều người Việt vẫn muốn xem những người Việt này hát tiếng Việt nên chấp nhận mua về xem vé máy bay, trả tiền khách sạn về xem show. Năm nào đó bà con nô nức qua Singapore, nay nô nức qua Thái Lan, rốt cuộc là người bị cấm coi vẫn được coi. Chỉ là tốn thêm tiền, tốn bộ mà không ít đâu. Rốt cuộc chuyện này nói lên điều gì? Đó là một người nhận xét. Nói lên điều gì? Nghĩ ra khối chuyện hay nhưng thôi, để dành lại đây. À, có vài lần mình đi xe xem VIP thấy vẫn mở Paris by Night lên xe của YouTube rồi. Đã vậy còn vừa nghe vừa hát theo nữa. Nghĩa là đi bên đi xe trên Việt Nam trên các xe bus tư nhân đó, đại đa số là mọi yêu cầu mở Paris by Night lên kem xem, dù là nhà nước không có ưa cấm, nhưng mà bởi vì dân chúng người ta thích thì những cái xe bus cũng giải quyết theo cái lòng dân, mở Paris by Night lên xem. Cũng nhìn show Paris by Night một ngàn, cũng nhìn 134 theo hướng đó. Từ Nguyên Thạch là tên một cái người có thể nói là có ý kiến đối với VOA. Đây là ý kiến của người đó, chắc người Thái sẽ ngạc nhiên vì sao một sự kiện đánh đình đám như thế của người Việt lại tổ chức trên đất Thái thay vì ở Việt Nam. Người Thái có óc thực tế, họ chỉ nghĩ rằng Việt Nam sẽ thu được nguồn lợi lớn từ du lịch và các dịch vụ kèm theo nếu được tổ chức ở Việt Nam. Cái đó dĩ nhiên rồi. Nếu mà Paris by Night mà làm ở tại Sài Gòn hay là ở Hà Nội mà cho làm đó, thưa với quý vị, cháy vé liền, nghĩa là mua nhanh nhất, nghĩa là không còn một cái vé nào hết. Đi làm ở Thái Lan mà còn rất nhiều người phải xin đủ thứ hết, phải xin visa đi Thái Lan rồi qua bên đó phải mướn phòng ngủ, mua phòng ăn rồi phải đợi 2-3 ngày để xem mà giá rất mắc, 160 đô la bình dân đó, thưa quý vị, không phải là rẻ đâu. Nhưng mà theo tại sao Việt Nam không cho làm, thưa với quý vị, vì lý do có thể nói là chính trị. Chế độ Cộng sản Việt Nam là một chế độ độc quyền toàn diện. Còn bài văn nghệ của Việt Nam Cộng Hòa cái gốc
thưa với quý vị là tự do sáng kiến, tự do. Nên đưa ra những tuồng tích, đưa ra những bài hát, thưa với quý vị, sát với lòng dân, gần với lòng dân, nên người ta thích là đúng thôi, chứ không có gì thắc mắc hết. Văn nghệ của tự do không bị chính trị chi phối nhiều, thưa với quý vị, nên sát với lòng dân, được dân chúng ủng hộ là cái chuyện hết sức bình thường, không có một cái gì nè phải thắc mắc hết. Trong khi đó, văn nghệ của Cộng sản, thưa với quý vị, nếu mà còn nhớ những cái bài trong thời Cộng sản chiến tranh này kia đó, thưa quý vị, đường Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, gì đó, gì hát Bác Hồ như ngày vui đại thắng, đủ thứ, viết người ta nghe người ta chán, mở loa phường lên thì có những cái bài đó, người ta viết người ta buồn chán, không nói lên được cái tình người, không nói lên được tình yêu quê hương xứ sở một cách chân thật, thì làm sao mà hay được. Xin quý vị đừng rời máy. Sau giờ phút thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích.